Xin chào thầy và các bạn, hôm nay giới thiệu mặt Samba không sử dụng điều khiển bằng bit 16 tới 87 là phần mô phỏng của phần viết code. Chương trình đã được chạy thử và không có lỗi. Đây là nạp code vô cái phần mạch mô phỏng, có thể được em nạp code test sẵn, chạy thử mạch ra xung rất đều. Bờ phỏng đây là hết.